Xin chào tất cả mọi người, quay lại với kênh máy xúc giỏ xe ben của chúng tôi. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi đang có một em PC28-2E, nhanh nhẹ, nhanh như gió, nhanh như thần gió quý vị ạ. Giá hơn trăm bạc, hơn trăm chút xíu. Và con này có rất là nhiều anh em trả giá nhưng mà chưa tới được cái tầm mà chúng tôi bán. Anh em trả hơi thấp nên là chúng tôi vẫn để. Rồi hôm nay sẽ đăng lên để cho anh em coi, quý vị coi. Con này nếu mà quý vị mà đang ở khu vực trong thành phố á, thì là rất là lợi hại. Tại vì con này là cần kỹ thuật. Đó, cần kỹ thuật. Cho nên là nó rất là hợp lý cho anh em nằm ở khu vực loanh quanh thành phố, khu vực chật hẹp. Con này được cái là cần giữa, khỏe như voi. Giá thì nói chung là rất là hợp lý cho tất cả quý anh chị lập nghiệp. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở góc trái ngay màn hình video, để chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất, cụ thể nhất để cho quý vị liên hệ và tìm hiểu cái sản phẩm này của chúng tôi. Bây giờ thì thân ái hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.